Lê xuất hiện đang sở hữu một mẫu SUV hạng sang cỡ lớn trong giải sản phẩm của mình, đó là LX600. Tuy nhiên, điều này cũng không thể ngăn thương hiệu xe sang Nhật Bản, phát triển thêm một mẫu xe gầm cao cỡ lớn mới mang tên Lê xuất TX2024 mới. Khác với đàn anh LX600 vốn dùng cấu trúc sắt si rời. Mẫu Cross Overlay TX 2024 hạng sang sử dụng khung gầm liền khối của ô tô du lịch. Theo thông tin từ giới báo chí Nhật Bản, mẫu Cross Over hạng sang cỡ lớn này có thể sẽ ra mắt xứ sở Hoa Anh Đào trong năm 2023. Thời điểm chỉnh làng của Lexus TX 2024 được cho là vào khoảng mùa thu năm nay. Lexus TX hoàn toàn mới dự kiến sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNG AK của Toyota Grand Highlander. Mẫu crossover 3 hàng ghế đã chỉnh làng tại Bắc Mỹ vào tháng 2 đầu năm nay. Hiện chưa có thông tin về kích thước cụ thể của tân binh mang thương hiệu Lê Trong khi đó, Toyota Grand Highlander 2023 sở hữu chiều dài 5.115mm và chiều dài cơ sở 2.946mm. Do đó, Lê TX 2024 được dự đoán sẽ có chiều dài hơn 5m. Nói cách khác, Lê TX chính là phiên bản sang trọng hơn của Toyota Grand Highlander. Tương tự công thức được áp dụng cho cặp đôi lê sút LX600 và Toyota Land Cruiser. Tuy nhiên, thiết kế của TX được cho là sẽ khác biệt đáng kể so với Toyota lần Highlander, nhằm phù hợp với hình ảnh của thương hiệu lê sút. Theo tin đồn, lê sút TX mới sẽ không được trang bị lưới tản nhiệt hình con suất khổng lồ đặc trưng của thương hiệu lê sút. Thay vào đó, trên đầu xe sẽ xuất hiện lưới tản nhiệt mới, với 4 nan nằm ngang dày dặn nhằm tạo điểm nhấn khác biệt cho mẫu crossover hạng sang dài hơn, 5 mét của thương hiệu lê sút. Tương tự Toyota Grand Highlander, bên trong lê suất TX 2024 cũng là không gian nội thất 3 hàng ghế. Tin đồn khẳng định khoang hành lý của mẫu crossover hạng sang này có thể chứa đến 7 chiếc vali mà không cần gập hàng ghế thứ ba xuống. Ngoài ra, hàng ghế cuối cùng của mẫu xe này cũng hứa hẹn mang đến không gian rộng rãi cho hành khách. Lexus TX 2024 dự kiến sẽ trở thành mẫu crossover 3 hàng ghế lớn nhất tại thị trường Nhật Bản nằm bên dưới nắp capo của Lexus TX 2024 có thể là động cơ giống với Toyota Grand Highlander. Vào hồi năm 2020, hãng Lexus đã đăng ký bản quyền thương hiệu cho hai cái tên TX 350 và TX 500H. Đây có thể chính là hai phiên bản của dòng Lexus TX mới. Ở thị trường Mỹ, Toyota Grand Highlander có 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 2.4. Thứ hai là hệ chuyển động hybrid với động cơ xăng 2.5. Hiện thông số của hai động cơ này chưa được công bố. Chỉ biết rằng, hai động cơ sẽ đi với hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian. Thứ ba là hệ chuyển động Hybrid Max, dùng chung với Toyota Crown Crossover 2023, bao gồm máy xăng 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.4. Hệ chuyển động này có công suất tổng cộng 362 mã lực và mô men xoắn cực đại 542 Nm. Dự kiến, những thông tin đầu tiên của Lexus TX 2024 sẽ được hé lộ vào tháng 6 năm nay. Đây cũng là thời điểm công bố thông số kỹ thuật chi tiết và giá bán của Toyota Grand Highlander. Khi có mặt trên thị trường, Lexus TX 2024 sẽ là đối thủ của BMW X7 và Mercedes-Benz GLS.